Thưa quý vị, cuối tuần qua, các bạn nhỏ cùng các bậc phụ huynh tại Hà Nội đã có dịp trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa tại phố sách Hà Nội. Đặc biệt hoạt động trải nghiệm nặng tò he mang tên Từ đôi tay xinh nặng cả thế giới đã thu hút gần 200 em nhỏ tham gia. Sự kiện là món quà trung thu đầy ý nghĩa do công ty sách Đinh Tị, Nhã Nam và câu lạc bộ tình nguyện Hà Nội Classy dành tặng các em. Đây là lần đầu tiên bé Nguyễn Kim Nghĩa được trải nghiệm nặng tò he. Với bé, những màu sắc phong phú của trò chơi truyền thống này đã tạo nên một thế giới đầy kỳ diệu. Đặc biệt hơn, Nghĩa không khỏi thích thú khi biết những màu sắc ấy hoàn toàn được làm từ thiên nhiên. Màu đỏ làm từ gốc, màu xanh làm từ rau ngót, màu vàng làm từ nghệ. Hôm nay con là con gấu trúc, con lấy màu trắng ra xong con nặn thành hình tròn. Xong rồi con nặn màu đen cho vào màu trắng. Cũng như Nghĩa, tại đây, các bạn nhỏ với nhiều lứa tuổi khác nhau đã có cơ hội sáng tạo cùng tò he. Bé Ngọc Hà đang trổ tài với hình chú gà con. Cô có tất cả một hình tròn. Bố mẹ có thể chú đó để tham khảo ạ. Có hai cái hình tròn gắn vào thành cái thân của con gà và cái cánh của con gà. Một phần màu đen nhỏ nhỏ gắn vào là thành cái mắt của con gà, gắn một cái hình tròn lên nữa là thành cái màu con gà. Đến với hoạt động này, các bé còn được nghệ nhân Đặng Văn Hậu, một trong những nghệ nhân trẻ được tôn vinh vì đóng góp trong việc phát triển tò he truyền thống, giới thiệu về lịch sử của tò he cũng như quá trình phát triển của làng nghề truyền thống này. Tên gọi tò he thì xuất phát từ một cái kèn lá gắn vào. Có một dạo thì một số nghệ nhân đã gắn vào đó một cái chiếc kèn lá, nó thổi vào cái đó là cái âm thanh kêu tò te rất là vui tai. Chính vì vậy mà dân gian, có nghĩa là người mua đặt cho nó tên gọi là tò he. Tò he thì luôn đi vào cuộc sống, nó đi theo nhu cầu của trẻ em. Ví dụ như là ngày xưa thì các cụ lặn Quan Công, rồi là Trương Phi, Lưu Bị, hoặc là thời Tây Du Ký, rồi Bao Công Triển Chiêu. Nhưng bây giờ trẻ con nó thích những các nhân vật hoạt hình như là Pikachu hay là công chúa Elsa hay là người nhện, thì các nghệ nhân đều làm theo những cái nhu cầu của bọn. Tới đây, nghệ nhân Đặng Văn Hậu sẽ cùng nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách giới thiệu đến các em nhỏ về các con giống bột ngày xưa, hay còn được biết đến như đồ chơi bằng bột dành cho trẻ em dịp Tết Trung Thu.